Làm như cái lọa bên đường hả? Để thì em bê dịch ra tí thì anh cho anh xem cả đằng sau nữa. Từ từ đem tút điện ra đây. Em quay. Mình mã số F1500, một bác khách hàng ở trong Sài Gòn nhờ anh em ở ngoài Bắc đến xem trực tiếp đây. Loa hoa hả? Loa ba tấc. Loa thùng. Loa ba tấc. Ok 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 anh. Vâng ok. Dạ dạ, để hoàn thử đi. Có đề để nghe luôn đó mấy. Thầy được cải đấy. Mày không thì kiểu anh nó vuông đấy, nó vuông vuông chứ nó phải dài dài như cái lõa của anh đặt trên bàn nữa đâu. Chặt đều thì hạnh ban dự dụng cái mà lõa lõa đám cưới ạ. À như kiểu lõa lõa đám cưới nó có một cái cọc trống, cọc trống ở giữa đấy. À. À là cái quạt được đấy. Nhá. Này này. Súp S 1500. 5 triệu rưỡi. Em chuyển khoản được không? Được ạ. Chuyển khoản thoải mái. Bây giờ toàn banh thôi. Ok, vậy là những cái mẫu S 1500 này luôn luôn là những cái dòng súp mà các anh em đều lựa chọn đưa về karaoke gia đình.
nó quá uy lực, nó ghép phù hợp tất cả những cái dòng loa như là loa bass 20, bass 25, bass 40, bass 50, bass 30. Đó là những dòng loa chúng ta thường bắt gặp phổ thông ở trên karaoke gia đình, thì sẽ có những cái dòng loa như vậy. Thì con súp này nó sẽ hỗ trợ tốt, không gian khoảng 20m² cho đến 6-70m² đều thể hiện rất là tốt. Ông xuất một bộ cũng như là một con súp M1500 cho anh khách hàng. Anh thì anh ở Văn Lâm Hưng Yên, nhưng mà lấy cho một ông anh, gọi là lấy cho anh trai ở trong Sài Gòn. Vừa rồi có cuộc điện thoại gọi trực tiếp đấy. Ok, em xin khép lại video đây. Cảm ơn các khách hàng trẻ tuổi và những anh em đam mê âm thanh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em ở những video clip tiếp theo.